Nhận thấy nhu cầu trồng cây bóng mát của người dân, các doanh nghiệp cơ quan đơn vị ngày càng cao, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển loại cây trồng này. Chính nhờ sự dám nghĩ dám làm đó đã góp phần mang lại cuộc thu nhập ổn định cho nhiều người dân. Sau nhiều lần trồng thanh long thất bại về giá cả, ông Phạm Văn Ba, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ đã quyết định lên mạng tìm hiểu và thử sức trồng hơn 3.000 mét vuông cây kè bóng. Ban đầu, dù gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc, nhưng với ý chí quyết tâm, ông cũng đã chinh phục thành công cây trồng này trên chính mảnh đất quê hương Tân Trụ. Lúc trước thì trồng cái vườn cũ thì có trăm khoảng trăm ba cây thôi, thì nó bán nó cũng được. với Chứ ở nhà nữa trồng cái bán cái, được thì cũng cái làm hàng rào. Rồi xong cái giờ thư phá thanh long thôi trồng thêm khoảng hiện nay dòng khoảng 400 cây. Còn 400 cây là nay mới trên dưới khoảng hơn năm bóng đó, tiếp tục thì nói chung bị cây này nó ít chăm sóc chủ yếu mình trồng rồi lâu lâu dù khoảng năm mình bón hơn ba bốn lần làm cỏ chăm sóc rồi lâu lâu xịt thuốc ngừa chỗ cho, cho cái chỗ cái đuông đó. thôi chứ ít tốn kém cái công cây kè bóng được xem là cây trồng khá dễ chịu ít tốn công chăm sóc đem lại lợi nhuận cao tùy theo kích thước lớn nhỏ cũng như độ lâu năm mà mỗi cây sẽ có giá dao động khác nhau hiện nay Loại cây này thường được cung cấp chủ yếu cho các công ty xí nghiệp và các đơn vị trang trí tiểu cảnh trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là cây trồng khá mới tại địa phương. Nói chung thí dụ thời gian ở gần 3 năm nếu mình bán thu hoạch đó chịu cây thì nói chung là so với lúa thì một công đất mình trồng khoảng 180 cây. Nhưng mà được hai công trồng 300 rưỡi được 100 300 180 thì nó bán khoảng trăm mấy chục triệu đó thì so với cái kinh tế lúa thì nó như gấp nhiều lần cây trồng này ở xã mình thì chuyển đổi từ cây thanh long sang một số mô hình như trồng chuối sang cây kẻ bóng như giờ tại mô hình chuyển đổi là do cây thanh long của mình trồng thời gian thì tốn công nhiều không được giá nên dân chuyển sang trồng cây kẻ bóng sắp tới thì hội nông dân xã sẽ định hướng một số hộ dân mình có nhu cầu chuyển đổi cây trồng sang trồng cây kẻ bóng để đỡ tốn công phân thuốc đồ để nâng cao thu nhập Tính đến nay trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Trụ có khoảng 4 hecta diện tích trồng cây kè bóng. Có thể thấy rằng việc linh hoạt chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với nhu cầu của thị trường đã thật sự mang lại hiệu quả, góp phần tạo ra bức tranh nông nghiệp ngày càng khởi sắc.